Khám phá hang động bỏ hoang, nhóm người rùng mình phát hiện một chiếc hố sâu bí ẩn và sự thật bất ngờ phía sau. Một nhóm nhà thám hiểm chuyên khám phá những hang động kỳ bí nhất đã đăng tải một đoạn video khiến cho cộng đồng mạng sửng sốt vì sự bí ẩn của nó. Theo đó, khi thám hiểm một hang động bỏ hoang ở Ba Lan, họ phát hiện dường như có ai đó từng sống ở đây nên quyết định tiến sâu hơn để tìm ra sự thật. Sau nhiều tiếng di chuyển và vượt qua những con đường chật hẹp, họ phát hiện một vật gì đó trông giống như chiếc thìa nhưng có kích thước to lớn gấp nhiều lần bình thường, khiến nhóm thám hiểm có chút lo ngại, nhưng niềm đam mê đã thôi thúc họ tiến về phía trước. Đi thêm một đoạn, họ phát hiện đường hầm đã ngày càng hẹp dần và vô cùng khó khăn để tiếp tục. Với tinh thần không từ bỏ, cả đội đã cổ vũ nhau cùng bước tiếp. Lúc này họ phát hiện dưới chân bắt đầu có nước, có vẻ họ đang đi sâu xuống lòng đất hơn. Cuối cùng họ đã tìm đến một ngõ cụt, tuy nhiên khi rọi đèn xuống nước, những nhà thám hiểm đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra bên dưới là một chiếc hố hình vuông với phần đáy sâu hun hút. Tất cả bắt đầu ngồi xung quanh để quan sát chiếc hố, nước bên dưới trong vắt nhưng không thể thấy đáy vì ánh sáng trong hang quá yếu ớt, cộng với một làn khói trắng mờ ảo che phủ miệng hố. Một số người đã nhận định liệu đây có phải là cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia mà truyền thuyết vẫn thường nhắc đến. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định giải mã chiếc hố bí ẩn bằng cách buộc một máy quay có gắn đèn vào sợi dây, rồi từ từ thả xuống nước. Xuyên qua làn khói mờ ảo, chiếc camera bắt đầu tiến xuống hố sâu. Có vẻ chiếc hang này được tạo thành bởi những cây gỗ xếp vuông góc với nhau. Tiếp theo là lớp đá, cùng với những thanh gỗ đan xen, tạo thành một chiếc khung với phần đáy dẫn đến một lối đi nào đó. Tổng chiều sâu họ đo được khoảng 15 mét, nhưng lối đi này dẫn đến đâu thì không ai có thể biết được. Vì không mang theo dụng cụ lặn và dưỡng khí, và cũng không chắc bên dưới kia đang ẩn chứa thứ gì. Cộng thêm việc đói và kiệt sức, nên cả nhóm đã quyết định quay trở ra, rồi mới tìm cơ hội trở lại khám phá tiếp. Tuy nhiên, khi hỏi thăm một số người dân ở khu vực lân cận, mọi câu hỏi đã dần dần được sáng tỏ. Khi biết rằng nơi họ vừa khám phá thực chất là một hầm mỏ khai thác bạc có tên là Ebriderit, hoạt động từ năm 1794 đến năm 1912, tức là hơn 200 năm về trước, đã từng có hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm ở đây. Mặc dù vậy, các nhà thám hiểm cho biết họ vẫn vô cùng tò mò về việc vì sao khu mỏ này lại ngừng hoạt động, tại sao lại có một lối đi dưới mặt nước, chiếc hố kia rốt cuộc sẽ dẫn đến đâu. Chính vì vậy, họ đã quyết định sẽ trở lại đây vào một ngày không xa, cùng với trang thiết bị hiện đại hơn để khám phá những điều còn đang dang dở. Quả thật, xung quanh ta vẫn còn nhiều điều kỳ bí mà chúng ta chưa từng biết đến. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu muốn chúng tôi khám phá bất kỳ bí ẩn nào nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.